Ai đấy? À, bữa ăn nghe em bảo là cứ có tiền là đi được xe mô tô à? Đúng rồi, có tiền là đi rồi, không có quan trọng chiều cao, cân nặng, mặt ốm, đẹp trai, trời xấu đẹp ơi, hết. Mới con xe nè, ra đây, ra đây. Xe nào? Trời ơi, ra đây, ra đây. Ra đây. Con này em chống hình như chống không phải kiểm tra luôn á. Đây, con xe lùn lùn con đỏ này này. Đấy. Ducati Hyper 821. Con này hả? Ừ, con này đồ quỷ, nó có đâu có co, đứng cạnh xe anh coi nè. Đứng cạnh xe. Trời ơi, nó có đến dúng như nhiều. À, lên xe cho mọi người coi em. Giật bẻ chân quá. Chắc này giật bẻ quá, chắc này chạm được á. Ê thần đấy, trời ơi, ngồi lên review cái coi. Trời ơi, nó chơi với mọi người thôi chứ có tiền đi đồ không quan trọng chiều cao xấu ốm gì chơi mọi người. Chỉ cần có chơi mọi người. Chỉ cần có tiền. Để sao đạp số? Sao đạp số? Hả? Thoải mái như vậy anh em nói gì đó. Trời ơi, con này phù hợp với sao? Phù hợp với những người như nào? Cái này phù hợp với những người thích tiền. Là chế đều ok mọi người, không cần quan trọng chiều cao đâu. Cái này bán nhiêu hả? Cái này bán 300 mấy chục triệu à. Trời ơi. Ô liền trước sau. Hả? Có gì nữa? Thì có cái bô này, cái bô này ngon nè. Đúng rồi, cái bô này ngon đó, chẹt mi. Ôi, mâm cũng khác luôn nè. Mâm này cũng khác nè, mâm mà chết thì phải này. Dạ. Trời ơi, xe này chạy bao nhiêu ngàn cây rồi? Xe này chạy 6.000 cây à. À, kèm chưa? Dạ. Tay con dầu này, lên tay con dầu nè. Chủ yếu là xe này chạy chủ yếu là chiều cao phù hợp với em thôi. Thì em thích chạy thôi, đúng rồi, chiều cao nó phù hợp thì em thích thôi. Nhìn xem nha. Đấy, không có kiếng chân luôn nha. Đúng rồi. Đấy. Cái bên này là đấy hai bên nha. Hai bên không có kiếng luôn nha. Đúng rồi. Nên anh em cứ tự tin thoải mái chơi đi, không có quan trọng chiều cao hết. Có đấy, tiền rồi, mình okay. Chơi thôi. Rồi, ok. Bye bye. Bye bye.